Xin chào tất cả quý vị nhé. Hôm nay mời quý vị cùng đến tham quan đền Cốc Lâm nhé, ở xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang nha quý vị. Trước đây thì nó là huyện Lạng Giang của tỉnh Bắc Giang, nhưng bây giờ xã Dĩnh Trì sẽ thuộc thành phố Bắc Giang rồi nhé quý vị. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhé. Thì đền Cốc Lâm này thì được xây dựng vào cái thời Trần nha quý vị nhé. Thì đây là đền thờ rất là nhiều những cái vị gọi là đền Cốc Lâm, hay còn gọi là Cốc Lâm Sơn Trang này quý vị, hoặc là Vạn Linh Từ này. Đền này là thờ La Bình Công Chúa này, Tổ Mường, Tổ Mán, Tổ Mọi, Tổ Then này, 12 bộ Mường Tiên này, Thanh Sơn Nhất Phái này, thuộc Thanh Sơn Nhất Phái nha quý vị. Được tương truyền là được xây dựng từ đời Trần nha quý vị nhé. Thuộc Sơn Môn Phái Thiền Trúc Lâm của Đức La Vĩnh Nghiêm Tự. Hiện tại thì thầy Nguyễn Mạnh Quý là chủ đền nha quý vị, chủ nhang nhé. Kế thừa và phục hồi những cái đền của cha ông trước đây quản lý để lại nha quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng tham quan một vòng đấy nhé. Hiện giờ mình đang đứng tại cái vị trí gọi là cái phòng cho khách đến để uống nước chờ nha quý vị. Đây, rất nhiều bàn ghế gỗ ở đây nha quý vị. Đền này thì là rất là rộng nha quý vị. Hiện giờ còn đang xây thêm nha quý vị. Bây giờ mình sẽ đi dạo phòng qua một vòng cho quý vị cùng chiêm ngưỡng nhá. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha quý vị. Đấy, ao cá. Đấy, quý vị sẽ nhìn thấy đền rất là rộng nhá. Rất là nhiều khu nhà luôn. Đây là thờ các chúa, xong rồi là tứ phủ nữa nha quý vị. Quý vị mà đến đây đi lễ chụp ảnh thì cũng rất là đẹp luôn. Kia là phía cổng nha quý vị nhé. Phía cổng. Đây quý vị có thể nhìn rõ hơn là cái bức tường này. Được cái tượng, những cái tượng này được làm cái trên bằng đất đấy nha quý vị. Đây là các hình thù của Phật này. Phía bên kia là cái gian đang làm nha quý vị nhá. Thợ đang lập mái kìa. Thì thầy bảo là gian này làm để chuyển các vị thánh sang đây để cho sau này các đệ tử để có bàn để hầu nha quý vị. Hoặc là những người đến hầu thì sẽ có chỗ để hầu nhá. Cái gian này là cũ nha quý vị. Đền này rất là rộng luôn nha quý vị.
rơi vào khoảng 15.000 mét vuông. Đây là một trong những cái lối vào của nó nha quý vị. Đây là từ ngoài cổng này. Trên này có cái chuông nha. Ngoài này là ngoài cổng nhé quý vị. Đây có cái kiểu đồng hồ đây quý vị. Cái bức tường đồng hồ là kiểu Tây. Bây giờ mình sẽ đi từ ngoài vào cho quý vị cùng xem. Đây là cái khu vực có bếp. Nhìn những cái bức tường này rất là cổ. Thấy nhìn thấy những dòng rêu bám ở đây. Đây như kiểu là cái dân tộc là Chăm nha quý vị nhá. Bức tường này giống kiểu dân tộc Chăm hay những cái tháp của dân tộc Chăm hay có. Chỗ này giống kiểu một khu của phố cổ nha quý vị. Mọi người du xuân lên đây chụp ảnh rất là đẹp. Bên này đây giống kiểu một cái phim trường quý vị, phim trường để cho mọi người chụp ảnh quý vị. Đúng rồi đây nha quý vị nha, mọi người chụp ảnh đây, trang điểm chụp ảnh. Như này. Đây tượng. Đây nhà đền này trong đang quá trình xây dựng thêm được quý vị. Khu này có một tòa nữa đây. Bên kia đấy nha quý vị. Có cái cầu thang đá này. Đây. Đền Cốc Lâm Sơn Trang đây. Thờ La Công Chúa. Tổ Mường, Tổ Mán, Tổ Mọi, Tổ Then và 12 bộ Mường Tiên thành Sơn Nhất Phái. Chỗ này bán hàng mã.
đây là gian thờ chính nha quý vị nhá, các tổ mường, tổ mán, tổ mọi, tổ then ở đây nhá. Trong này thì các thầy đang làm lễ. Đây là ban gì mình không biết đâu quý vị, bởi vì là không ghi tên. Rất là nhiều đúng không? Chuyển rồi thì phải. Đây gọi là ban gì đây bà? Ban gì đây bà biết không? Không đồng ạ, vâng. Cộng đồng với quý vị. Đây có cái gạo thần rất là to, rất nhiều chỗ Trung Quốc ở trên này. Tứ phủ Thanh Hoa, Thánh Hoa. Đây có điện. Trong này các thầy thay nào làm lễ rồi. Đây người đây là chúa bản đền La Bình công chúa. Đây là bản La Bình công chúa nha quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng đi tham quan tiếp nha. Ở đây là bàn gì cũng không ghi nha quý vị. Đây là
tranh để làm lễ thờ các vị thánh. Đây là Diệu Tín Thiền Sư nha quý vị. Còn đây là bàn gì không rõ nha quý vị. Còn đây là cậu bé Tà Là Bụt Bay nha quý vị. Nhìn cậu bé cho kiếm trước ngực. Gian bên này cũng đang xây dựng quý vị. Wow, rất là to nha. Sắp tới đền sẽ rất là rộng quý vị nhé. Sang đầu năm sau là mọi người đi lễ thì rất là rộng rãi rồi. Có nhiều người có thể đến hầu đồng một lúc. Đây là chúa bà nhá, Hồng Nương, Hắc Nương, Bạch Nương. Chỗ này cũng không ghi nha quý vị. Còn đây là chú bà Tam Tộc Mọi. À, chú bà Tộc Mọi nha quý vị. Đây có cái hoa chuối rất là đẹp. Hoa này là hoa thật luôn nha quý vị. Nó rụng rồi. Bên này sẽ là Mẫu Đặng Thị Tươi, Chúa Thác Bà Minh Đạt Công Chúa, Chúa Bà Móng Xến, Chúa Bà Móng Và. Còn đây là Chúa Thái Nàng Han. Còn đây là Chúa Già Lòng, Chúa Then Tày, Chúa Bượt, Chúa Bụt. Vân Phong Phủ, Chúa Già, Chúa Bượt, Chúa Then. Cô Đô Thơ, Cô Tám, Trà My. Đây. Chúa Vân Phong đây. Vân Phong này thì là có một cái đền ở Vân Phong ở Nguyên Bình Cao Bằng quý vị. Động Vân Phong.
đây thì có Lục Vị Tiên Nương này, Vân Mộng Tiên Nương này, Huệ Nương Thánh Mẫu Đà Hy, Thánh Mẫu Ngọ Tiên Nương, Thiểu Dương Công Chúa Lê Thị Ngọc Khanh, Đảm Nương Công Chúa Tam Giang, Kim Trân Công Chúa. Đây toàn là các vị công chúa này. Tân Viên Thanh, Tân Tản Viên Sơn Thánh. Quý vị nhớ bấm đăng ký và chia sẻ cho mọi người xem nha. Các ngài ban phước tài lộc, sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi quý vị. Cửu Vĩ Hồ Tiên Chúa à. Còn đây là cung mẫu Đệ Tam. Tiếp nha quý vị. Đây là cung mẫu Đệ Nhất. Cung mẫu Đệ Nhị này, Thượng Ngàn Thánh Mẫu, Quế Mỹ Nương Công Chúa, cung Sơn Trang nha quý vị. Còn đây là Thánh Mẫu Chu Lai, Chúa Bà Thác Cái, Chúa Bà Thác Con, Chúa Bà Tộc Xá. Bên này Chúa Bà Đồng Cuông, Bà Lớn Tuần Quán, Tam Vị Thiên Chúa Tỉnh Tuyên. Còn đây là Tổ Bói Đệ Nhất Đá Nhân, Huệ Túc Phu Nhân. Thị Cao Sơn, Thần Nữ, Chúa Bà Đá Đen. Chúa Mán. Mường Tổ Chum Ché Né Cởi. Chùm che né cười. Ở đây còn bên trên này nha quý vị. Đạo Tổ, Tổ Sư Gia.
Chúa chữa giang thanh phán. Đây, Chúa dân tộc Giao này quý vị. Dân tộc Giao thì có những cái bài thuốc nam rất là hiệu quả. Đấy, mũ người Giao rất là cao. Quý vị có thể thấy là cái mũ này, quý vị có thể đến Bình Liêu, Quảng Ninh nhé, gặp những người dân đội những cái mũ này luôn. Người dân dân tộc Giao đó. Này là mẹ sinh nha quý vị. Cái này là Diệu Nghĩa Thiền Sư. Chắc là chị em cứ nghĩ là xuống cái chùa làm kiểu gì đó, mày ra tới chắc chị em cũng không biết. Trời mà em đi xuống cái phòng quà, cái năm năm ra. Chị cùng mới này đi làm ở Lộc Ngạn, ở cái gì nhỉ? Tân Quang. Xong về đây lấy cái hồn ở đây, lúc đấy chụp đi sinh trai lắm, không phải như già rồi này. Có một cái bạc cụ nữa, bà đi đâu rồi nhỉ? Già chết rồi. Chị ấy bảo, bà ấy bảo bác sĩ. Và đây lấy cái vong của tôi, cái người Tân Quang về gửi ấy. Nó bảo bác sĩ này làm thì hai bà cháu đi làm ở chỗ Lộc Ngạn mà, các Tân Quang làm mà. Bảo xong là cái bà bảo người kinh ở đây, thế lấy ông chồng vào đây gửi. Thế là về sau ra thì lỗ sọt, thế là lấy về đây lấy cái vong đấy về Lộc Ngạn. Hai từ Tân Quang. Từ Tân Quang về đây không biết hai một cái số gì ấy. Cô tô về đấy mà còn nhớ này. Thế này sau cha là cứ thấy bọn Lạc Sơn xuống làm nhiều các tỉnh đấy lắm. Cái cha cha quả nhưng mà ra tiếng đầu của đèn này anh làm. Cái này này kiếm một cái bóng hoa. Chị Vía này, chị anh ạ, em cũng không biết là bà mình mất, hiểu chưa? Thế là xong là cất đợt vừa rồi thằng Long bảo nhà em lúc nào đi cứ tìm số chị Hồng nữa bảo. Mày chúng mày bằng tao không ở được một phút. Lúc mà đi lúc mà đi cả hai thì chồng mất gì vậy. Thế là nó bảo con bé này xuống đây nó bảo cậu kêu kêu bảo ôi con bé này con bé cậu máy với con bé này. Đấy. Đó, xong bảo có một người chết có con người đi về lại. Thế là con này bắt con bé chết cháy không nhỉ? Thế là mẹ nó mới mách con lại. Tôi mình mày xuống xem đi. Thế là đi thiêu rồi. Như thiêu nhưng mà đầu tiên là nhìn thấy chết cháy. Chết cháy thì là ấy. Chết cháy thì xong nhìn thấy cả chết rồi mới cháy. Cô biết người ta chả đến đây thiêu. Nhưng mà nói là phong tục là không được. Phong tục đấy là không được. Thế cái bọn phong tục này không được đâu. Đây là thầy phong tục nhân chủ đề không được. Chủ đề nhân. Ừ. Điện công lâm chủ đề này. Bây giờ thì khổ lắm nó mới. Lúc đấy người ta không cho ấy. Các xuống không làm như quả trứng. Còn kia là Thiên Hồng Văn Quan. Chị mới quả trứng nhỉ? Trứng đấy thì cúng ghép. Đi cúng thì theo đấy. Mấy quả? Mấy quả. Mấy quả sống mấy quả chín? Một quả sống thôi. Một quả sống mấy quả chín? Quả chín mấy quả cho được. Một đĩa. Thì của em bọn em là thường thường là 9 quả. Ừ. Là 9 đĩa. Lấy 9 quả thôi. Một quả tí nữa sau cứ để dâng Ngọc Hoàng để chứng cho đã. Thế là xong về nhưng mà có xong chị nóng luôn thì nó có đêm ba đêm rồi.
Còn đây là ban gì thì mình cũng không biết nha quý vị. Đây, quay lại ban công đồng nha quý vị. Đây là quay lại cái chỗ phòng cho khách uống nước rồi nha quý vị. Hôm nay mình đứng ở đây nha. Còn đây là đường ra khu cổng, khu bếp. Đây có một cái lò để hóa vàng nha quý vị. Một cái bức tượng đầu Phật đồng nó đã gì rồi nhá. À, sắt chứ nhỉ. Sắt nó gì. Đây kia là cái chuông nha quý vị. Gác các chuông. Đẹp chưa? Cái tủ này. Đây có một cái đường xuống hồ giữa đền. Còn đây là bếp. Cảnh cái chỗ đền Công Lâm này. Nói chung là thì đây chứa cả những cái đồ ấy nữa, đồ đã cũ. Đền thì gần một cái trạm điện nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nhé. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị nhé. Đây là một cái tòa nhà bên cạnh đền, bên cạnh gian chính nữa nha quý vị. Đây quý vị nhìn thấy toàn cảnh không? Cái cầu này thì nó đã được bị ấy rồi, bị vỡ. Đây thì đóng cửa nha quý vị. Còn cái đằng trước sẽ có. Gian này khóa nha quý vị.
xung quanh nhà nhà. Cảm ơn quý vị đã đón xem nhá. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị nhá. À vâng, ở đây. Bật sáng lên mà chiếu. Bật đèn vâng, sáng. Vẫn thấy không? Vẫn thấy. Cái máy của bà con hiện đại. Đèn đây nhé. Rồi. Đấy, hoa yêu đàm đây quý vị. Mọc trên tượng Phật. Không thấy.